300 cơ sở mầm non giải thể, Hà Nội đau đầu giải bài toán cho trẻ đi học. Vì sao mỗi người có thời gian hồi phục COVID-19 khác nhau? Thu giữ hàng nghìn viên thuốc hoa thang liên ôn và kit test nhanh COVID-19 nhập lậu. Phát hiện hai biến chủng ncov mới, Thượng Hải mãi chưa bỏ phong tỏa, người dân ngày càng bức xúc. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức trên kênh Báo Sức Khỏe và Đời Sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin trưa ngay với những thông tin cập nhật liên tục liên quan đến diễn biến dịch bệnh COVID-19 Việt Nam và quốc tế. Thưa quý vị, sau thời gian dịch bệnh kéo dài, không ít trường mầm non giải thể, giáo viên không muốn quay lại làm. Hà Nội sẽ giải bài toán cho trẻ đi học như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu với chúng tôi về vấn đề đau đầu này. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hơn 300 cơ sở giáo dục mầm non tư thuộc trên địa bàn thành phố giải thể. Trong khi đó, các trường mở cửa thì hoạt động cầm chừng vì không có giáo viên, cơ sở vật chất chưa thể đáp ứng hết. Vì vậy, bài toán sắp xếp chỗ học cho trẻ trong bối cảnh thiếu trường, thiếu giáo viên là vấn đề cấp thiết ở Hà Nội lúc này. Để giải quyết bài toán chỗ học cho trẻ Trước mắt, Phòng Giáo dục và Đào tạo Hà Đông yêu cầu các trường công lập hoạt động tối đa công suất, ưu tiên cho trẻ mầm non 5 tuổi nhập học, chuẩn bị tốt nhất cho các em trước khi vào lớp 1 năm học tới. Để giải quyết bài toán thiếu trường, thiếu giáo viên, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm ưu tiên chỉ đạo cho các trẻ ở trường bị giải thể chuyển về học tại trường công lập. Phụ huynh có thể gửi con ở trường công lập hoặc hệ thống ngoài công lập theo nguyện vọng. Phòng cũng khuyến khích các chủ đầu tư nhanh chóng thành lập mới các cơ sở mầm non tư thục để cân bằng lại cung và cầu. Đại diện phòng giáo dục và đào tạo quận Hoàng Kiếm cho hay, qua khảo sát khoảng 30 đến 40% giáo viên mầm non tại các cơ sở nhóm lớp độc lập có ý định xin thôi việc hoặc không muốn quay trở lại làm việc sau khi trường mầm non mở cửa, nguyên nhân chủ yếu do lương và đãi ngộ thấp, thời gian làm việc cao, nhiều giáo viên chuyển nghề khác trong thời gian chờ mở cửa. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sau 3 ngày trẻ đi học trở lại, tỷ lệ trẻ đến lớp ở các trường công lập vào khoảng 75%, số trẻ ở các nhóm lớp tư thục đi học cũng đạt tỷ lệ tương đương. Hiện chưa có con số thống kê đầy đủ về lượng giáo viên mầm non đang thiếu, nhất là ở các trường tư thục và nhóm lớp. Sở đang cập nhật số liệu này để sắp xếp giáo viên, tạo điều kiện cao nhất để 100% trẻ trong độ tuổi 3 đến 5 được đến trường học trực tiếp liên quan giải pháp khôi phục các hoạt động cơ sở mầm non tư thục ngoài công lập ông chữ xuân dũng phó chủ tịch ủy ban nhân dân hà nội đề nghị sở giáo dục và đào tạo tạo điều kiện thuận lợi nhất là khi các trường có nhu cầu thành lập mới tránh rườm rà về thủ tục hành chính nhằm thu hút đội ngũ giáo viên mầm non quay trở lại các trường cần công bố rộng rãi thông tin về nhu cầu tuyển dụng để họ có điều kiện tiếp cận đồng thời tổ chức bồi dưỡng giáo viên nâng cao chất lượng giáo dục Trước tình trạng hơn 300 cơ sở mầm non giải thể do tình hình dịch bệnh, vấn đề trường ít trò đông và thiếu giáo viên là bài toán đau đầu với các trường mầm non, đặc biệt là mầm non tư thuộc. Hiện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo các quận đang nỗ lực giải quyết vấn đề này bằng cách kêu gọi các chủ đầu tư thành lập trường tư để giải quyết vấn đề chỗ học, đồng thời liên tục đăng tin tuyển dụng, chế độ tốt để khuyến khích giáo viên mầm non quay trở lại ngành. Hy vọng những phương án này sẽ góp phần cải thiện tình trạng khó khăn của ngành giáo dục mầm non trước mắt. Từ hôm qua ngày 17 tháng 4, Hà Nội đồng loạt tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Cùng ngày, Hà Nam là địa phương thứ tư trên cả nước sau Quảng Ninh, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh tiêm vaccine cho trẻ nhỏ. Từ tuần này, chiến dịch tiêm vaccine cho trẻ em được triển khai trên toàn quốc. Các địa phương khác trong cả nước đã và đang sẵn sàng chuẩn bị để tiêm cho trẻ nhỏ. Theo thống kê, tỉnh Hà Nam có hơn 101.600 trẻ từ năm đến dưới 12 tuổi, trong đó hơn 24.500 trẻ đã mắc Covid-19. Việc tiêm chủng được triển khai theo chiến dịch và thứ tự lứa tuổi giảm dần theo tiến độ cung ứng vaccine của Bộ Y tế và tình hình dịch bệnh tại địa phương. Theo kế hoạch tiêm chủng của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, dự kiến được một bắt đầu từ cuối tháng 4, trẻ từ năm đến dưới 12 tuổi sẽ được tiêm. Riêng số trẻ đã mắc Covid-19 trong vòng 3 tháng qua sẽ được tiêm sau. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ban hành kế hoạch tổ chức triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi trên địa bàn. Theo đó, khoảng 116.000 trường hợp, trong đó 99,5% trẻ đang theo học tại các nhà trường trong tỉnh, từ đủ 5 tuổi đến đủ 11 tuổi. 11 tháng 29 ngày tính từ ngày sinh đến ngày tiêm sẽ được tiêm chủng trong quý 2. Trẻ đi học sẽ được tiêm tại trường, trẻ không đi học sẽ được tiêm tại các điểm bố trí ở trạm y tế, trường học hoặc tổ dân phố, thôn, bản. Tại Hải Dương, chiến dịch tiêm chủng sẽ bắt đầu vào ngày 19 tháng 6. Sở Y tế Hải Dương đã chọn học sinh lớp 6 trường trung học cơ sở Tân Bình, thành phố Hải Dương làm điểm để triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19. Việc triển khai tiêm chủng cho trẻ em đang được gấp rút tiến hành trên các địa phương, tuy nhiên với trường hợp nhóm trẻ đặc biệt vẫn phải trì hoãn tiêm, đặc biệt lưu ý chống chỉ định tiêm đối với nhóm trẻ có tiền sử phản vệ với vaccine COVID-19 lần trước hoặc các thành phần của vaccine. Với trẻ sau mắc COVID-19 gặp hội chứng viêm đa cơ quan MISC, cần trì hoãn tiêm chủng cho đến khi trẻ phục hồi hoàn toàn tình trạng bệnh lý này. Những ngày qua, việc tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi diễn ra tại thành phố Đà Nẵng và Hà Nội đã được triển khai hiệu quả và chưa phát hiện các sự việc ngoài ý muốn cho đến thời điểm hiện tại. Đây là dấu hiệu cho sự khởi đầu tích cực của chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ nhỏ và cũng là tiền đề cho công tác tiêm chủng cũng sẽ diễn ra thuận lợi tại các địa phương liên quan đến các vấn đề sau tiêm vaccine cho trẻ nhỏ. Bên cạnh những câu hỏi về các phản ứng hậu tiêm chủng, thì vấn đề tắm cho trẻ sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 cũng đang là câu hỏi được đặt ra nhiều nhất vì nhiều phụ huynh truyền tay nhau về việc không nên cho trẻ tắm trong vòng 3 ngày đầu kể từ thời điểm tiêm. Trả lời về vấn đề này, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hiền Minh, phó trưởng đơn vị tiêm chủng Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh có những chia sẻ như sau. Sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19, trẻ nhỏ đã được nhà trường và lực lượng y tế theo dõi 30 phút tại điểm tiêm chủng. Do đó, khi về nhà, phụ huynh cần theo dõi sát trẻ ít nhất trong vòng 3 ngày đầu tiên sau khi tiêm, để theo sát và kịp thời thấy những triệu chứng bất thường. Trong thời gian theo dõi, trẻ cần ngủ đủ và uống đủ nước, trẻ cũng không cần kiên tắm rửa hay thức ăn gì, trừ những thức ăn đã làm trẻ dị ứng trước đây phụ huynh cũng nên hạn chế cho bé uống những loại chứa chất kích thích như cà phê nước ngọt trà sữa nước tăng lực v v phụ huynh người lớn trong nhà và các trường cần lưu ý dặn dò trẻ nếu có dấu hiệu gì khó chịu thì phải báo ngay cách mỗi 4 đến 6 giờ phụ huynh ghi nhận nhiệt độ của con. Ngoài ra, thời gian này trẻ không nên ngủ một mình, đặc biệt vào buổi đêm, các dấu hiệu bất thường có thể không được phát hiện sớm nên rất cần người bên cạnh theo dõi. Phụ huynh nên để ý con khi ở quá lâu trong nhà vệ sinh hay phòng riêng, nên cho con ăn uống ở nhà để đề phòng tình trạng ngộ độc, thức ăn bên ngoài, không tập thể dục hay vận động thể lực nặng. Tóm lại, trẻ không cần kiên tắm rửa sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19. Trong 3 ngày đầu, vì các con cần tránh là vận động mạnh, chứ không cần kiên vệ sinh cá nhân. Qua những chia sẻ trên của bác sĩ Nguyễn Hiền Minh, hy vọng sẽ giúp cho cha mẹ có thêm kiến thức về việc chăm sóc trẻ sau tiêm, hiệu quả, giúp cho các con tăng cường đề kháng, nhanh chóng hồi phục sức khỏe và sớm quay trở lại trường học tập vui chơi cùng các bạn việc nhiễm COVID-19 và khỏi bệnh là vấn đề không còn xa lạ với nhiều người cho đến thời điểm hiện tại. Trường hợp cụ thể, một gia đình có 4 người đều mắc COVID-19, nhưng mỗi người lại có triệu chứng, thời gian khỏi bệnh và di chứng hậu COVID-19 không giống nhau. Về thời gian hồi phục của mỗi người khác nhau là do đâu? Sau đây là lý giải của Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai. Tiến sĩ Vũ Văn Giáp chia sẻ, chúng tôi cũng gặp nhiều trường hợp cả gia đình không may mắc COVID-19, trong đó tôi thấy rất rõ những người được tiêm vaccine hầu như không triệu chứng, rất nhẹ, tiến triển nhanh phục hồi. Người không được tiêm vaccine có triệu chứng nặng, diễn tiến nhanh, thậm chí không qua khỏi. Vì vậy, những người trong gia đình cần động viên, khuyến khích đưa người thân tiêm chủng vaccine COVID-19 sớm. Đặc biệt, bạn và gia đình nên tiêm chủng đủ mũi theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đây sẽ là lá chắn tốt nhất để phòng COVID-19. Ngoài ra, mỗi trường hợp cơ địa khác nhau sẽ có nguy cơ mắc, diễn tiến nặng hay di chứng không giống nhau. Hầu hết người nhiễm nCoV khỏi hoàn toàn, chỉ một số ít gặp phải tình trạng hậu COVID-19, nhưng thường sẽ phục hồi theo thời gian. Người bệnh có các triệu chứng kéo dài ít nhất 2 tháng và không thể giải thích bằng bất kỳ chẩn đoán nào khác. Nếu người thân vẫn còn di chứng của COVID-19 trên 1 tháng, bạn có thể khuyên họ đến các cơ sở y tế để thăm khám, điều trị kịp thời. Tóm lại, việc mỗi F0 có một biểu hiện bệnh, thời gian điều trị và có thể gặp triệu chứng hậu COVID-19 khác nhau là do thể trạng, cơ địa, sức đề kháng của mỗi người. Đồng thời, sự khác biệt này cũng do sự bảo vệ của vaccine COVID-19, lá chắn hữu hiệu để hạn chế diễn biến bệnh nặng cũng như giảm rủi ro lây nhiễm cho bản thân và cộng đồng. Do đó, hãy cùng gia đình tham gia tiêm chủng đủ mũi vaccine để đạt được tối ưu hiệu quả phòng bệnh quý vị nhé! Thưa quý vị, lực lượng chức năng Hà Tĩnh vừa tiến hành bắt giữ một xe tải vận chuyển 9.600 viên thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19, 3.000 kit test xét nghiệm và 220 chai rượu không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp đang lưu thông trên địa bàn huyện. Theo thông tin từ Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 89 c 82635 do anh Nguyễn Hoàng Hải, sinh năm 1992, trú tại thôn Đại Hạnh, xã Hoàng Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên điều khiển đang lưu thông qua địa bàn huyện Can Lộc. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 9.600 viên thuốc điều trị COVID-19 mang nhãn hiệu Hoa Thanh Liên Ôn, 3.000 kit test xét nghiệm COVID-19 trên vỏ hộp có in nhiều chữ nước ngoài và 220 chai rượu ngâm không có nhãn mát. Đáng chú ý, tài xế không xuất trình được giấy tờ hợp pháp chứng minh về nguồn gốc xuất xứ của tất cả các hàng hóa trên. Tổng giá trị hàng hóa ước tính khoảng hơn 100 triệu đồng. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, công an huyện Can Lộc đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên. Tình trạng buôn lậu lợi dụng tình hình dịch bệnh trục lợi vẫn luôn là vấn đề gây nhiều gánh nặng cho các lực lượng chức năng. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an huyện Lộc Hà tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Mọi thông tin liên quan sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục đến quý vị trong những video sau. Chuyển sang những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 quốc tế. Mới đây, hai dòng phụ của BA2 là BA2.12 và BA2.12.1 đã được phát hiện tại Mỹ. Các chuyên gia y tế nước này đánh giá đây là nguyên nhân hàng đầu khiến ca mắc mới ở New York tăng nhanh. Theo USA Today, hai dòng phụ của BA2 đang lây lan nhanh tại New York trước thềm lễ phục sinh. Điều này khiến cho giới chức y tế bang khá lo lắng và ban hành nhiều biện pháp phòng ngừa. Tại Mỹ, BA2 đã biến đổi thành hai chủng phụ mới là BA212 và BA2121. Theo các quan chức y tế bang New York, Mỹ, đây là nhân tố hàng đầu góp phần khiến các ca mắc mới tại bang này và khu vực lân cận tăng vọt. Họ ước tính các chủng phụ lây lan hơn 23 đến 27% so với BA2. Theo Washington Post, vào tháng 3, hai chủng phụ chiếm hơn 70% các ca COVID-19 được báo cáo ở trung tâm New York, đến tháng 4, con số này đã tăng lên 90%. Tỷ lệ lây nhiễm chủng mới trung bình ở thành phố New York là 45 trên 100.000 trường hợp trong 7 ngày và con số này vẫn đang tăng lên, trở thành thách thức lớn với thành phố đông dân nhất nước Mỹ. Người phát ngôn Bộ Y tế bang New York, ông Samantha Fund, cho biết các quan chức đang mở rộng chương trình giám sát nước thải đối với nCoV tại tất cả các quận và giải trình từ trên nhằm phân tích các biến chủng của virus. Nhà virus học Pecos của Đại học Johns Hopkins cho biết số cả mắc mới tăng nhanh là do biến chủng mới và hầu hết biện pháp bảo vệ như đeo khẩu trang đang được dỡ bỏ. Ủy viên y tế bang New York, ông Mary Bassett cho biết, chúng tôi cảnh báo công chúng về hai dòng phụ của Omicron, mới xuất hiện và nhanh chóng lan rộng ở ngoài ô New York, vì vậy người dân cần phải hành động nhanh chóng. Những chủng phụ này mới, song các công cụ hiện có vẫn hiệu quả. Người dân nên tiêm chủng đầy đủ và các mũi tăng cường, xét nghiệm sau tiếp xúc ca bệnh, có triệu chứng hoặc đi du lịch, cân nhắc đeo khẩu trang ở nơi công cộng, tham khảo bác sĩ về cách điều trị nếu mắc COVID-19. Một tuần trở lại đây, BA2 chiếm 74% tỷ lệ lây nhiễm, đưa số ca mắc lên gần 10.000 ca tại Mỹ. Trước sự xuất hiện của hai biến chủng mới là BA.212 và BA.2121, dự báo con số này sẽ còn tăng thêm nữa, đặc biệt là ở New York. Đây được xem là thách thức không nhỏ với giới chức Mỹ trong việc phòng chống dịch Covid-19. Trung Quốc vẫn kiên định với chiến lược zero covid với việc thực hiện phong tỏa nhiều thành phố trong đó đáng chú ý là thành phố 25 triệu dân, Thượng Hải. Lệnh phong tỏa kéo dài tại Thượng Hải khiến người dân căng thẳng mệt mỏi, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế và làm xói mòn lòng tin của công chúng tại thành phố đầu tàu Trung Quốc. Sau một thời gian phong tỏa, tình trạng thiếu lương thực, khả năng tiếp cận dịch vụ y tế hạn chế, các trung tâm cách ly quá tải hay việc tách trẻ em ra khỏi cha mẹ vì COVID-19 đã đạt siêu đô thị hơn 25 triệu dân trong tình cảnh căng như dây đàn. Nhiều người dân Thượng Hải thể hiện sự mệt mỏi mất niềm tin vào giới chức trách khi khẩu phần ăn được cung cấp không đủ cho các thành viên trong gia đình. Việc chủ động đặt hàng cũng gặp nhiều khó khăn vì hàng hóa khan hiếm, giá cả tăng cao. Một số người cho biết tình hình ngày càng bất ổn, sức chịu đựng của họ đang đạt đến giới hạn sau hơn 2 năm đại dịch bùng phát. Vết sẹo tâm lý và kinh tế sẽ kéo dài cùng với nỗi bất bình ngày càng tăng sau đợt dịch. Frank Tsai, một cư dân Thượng Hải lâu năm, ban đầu ủng hộ các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt. Nhưng giờ đây, ông bị sốc trước tình trạng thiếu thực phẩm và nguồn cung ở Thượng Hải, nơi từng được coi là thành phố tiến bộ và được quản lý tốt nhất. Trước đây, Thượng Hải từng theo đuổi chiến lược chống dịch nhẹ nhàng hơn với biện pháp phong tỏa có mục tiêu chỉ áp đặt tại các khu dân cư bị ảnh hưởng, ngay cả khi mắc COVID-19 lan rộng vào mùa xuân này các nhà chức trách vẫn khẳng định rằng không cần thiết phải phong tỏa toàn thành phố. Thế nhưng chính sách này lại bắt đầu bị đảo ngược vào hôm 27 tháng 3 khi chính quyền đột ngột thông báo phong tỏa hàng loạt khiến hàng chục triệu cư dân không kịp chuẩn bị. Người dân coi sự thay đổi này là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh vẫn kiên quyết theo đuổi chính sách cứng rắn Zero Covid với sự xuất hiện của biến chủng mới dễ lây lan như Omicron họ lo ngại rằng ngay cả sau khi hạn chế trên toàn thành phố được dỡ bỏ việc phong tỏa đột ngột vẫn có thể quay trở lại bất cứ lúc nào tình trạng không chắc chắn này có thể kéo dài trong nhiều năm chính sách chống dịch nghiêm ngặt của trung quốc làm xói mòn lòng tin của công chúng đối với giới chức trách đồng thời gây nên nhiều sự mệt mỏi bất bình cho nhân dân thường Hà đã nới lỏng hạn chế ở một số khu vực trong tuần này nhưng hầu hết cư dân vẫn được yêu cầu ở yên trong nhà một số người bày tỏ lo lắng vì hết thực phẩm và cho biết họ ngày càng vỡ mộng trước chính sách zero covid và đã có nhiều cuộc xung đột giữa người dân và nhân viên y tế cùng những bình luận gắt gao trước các biện pháp phòng dịch của giới chức lãnh đạo song cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy trung quốc có ý định buông bỏ chính sách zero covid với dịch bệnh nước này Thưa quý vị, Covid-19 vẫn luôn là vấn đề gây nên nhiều áp lực cho tất cả các nước trên thế giới. Từ việc lo ngại về các biến chủng mới xuất hiện, giám sát chặt chẽ tốc độ lây lan của các biến thể cũ, đến việc áp dụng các chính sách phòng chống dịch hiệu quả là bài toán cân não của các cơ quan lãnh đạo nhiều quốc gia. Song việc mỗi người dân có ý thức bảo vệ bản thân bằng việc tuân thủ các quy định của Tổ chức Y tế Thế giới cũng như giúp giảm nhẹ phần nào gánh nặng này. Bản tin trưa nay của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh Covid-19 sẽ được Báo Sức Khỏe và Đời Sống liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!